liên tiếp lập hat-trick, có ai hơn Ronaldo? Rạng sáng ngày 3 tháng 4, Cristiano Ronaldo ghi tiếp cú hat-trick thứ 2 chỉ trong 4 ngày giúp câu lạc bộ Al-Nassr thắng đậm đội Abha với tỷ số 8-0 tại vòng 26 giải Saudi Pro League, Ả Rập Xê Út. Ronaldo ghi hat-trick ngay trong hiệp 1 cùng hai bàn của MANE và Al-Sulayhim giúp Al-Nassr sớm dẫn Abha tới 5-0. Abha đang xếp áp chót bảng xếp hạng giải Saudi Pro League. Do đó, danh thủ người Bồ Đào Nha và các đồng đội dễ dàng có trận đấu thuận lợi và ghi bàn liên tiếp để thắng đậm. Các bàn còn lại do công an Eli White, 2 bàn, và Gareth ghi. Theo trang thống kê Opta, hai cú hat-trick liên tiếp của Ronaldo vừa ghi đều vào lưới các câu lạc bộ xếp ngoài top 1.000 thế giới. Ở trận trước, danh thủ người Bồ Đào Nha ghi 3 bàn trong trận Al-Nassr thắng Antai với tỷ số 5-1 ngày 31 tháng 3. Đây là cú hat-trick thứ 65 trong sự nghiệp của Ronaldo, bao gồm 55 cú hat-trick ở cấp câu lạc bộ và 10 cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tính ra trung bình cứ 18,7 trận danh thủ này lại lập một cú hat-trick trong 22 năm. Cạnh tranh ở kỷ lục này với Ronaldo chỉ có Messi, người đã ghi 57 cú hat-trick cho câu lạc bộ và đội tuyển Argentina kể từ khi khoác áo đội tuyển lần đầu tiên. Messi trẻ hơn Ronaldo gần 2 tuổi rưỡi và thi đấu ít hơn khoảng 160 trận trong sự nghiệp, với tỷ lệ lập hat-trick là 18,5 trận lần. Tuy nhiên, Messi đã chậm lại đáng kể về số lần lập hat-trick trong những mùa giải gần đây, khi chỉ ghi được 4 cú hat-trick kể từ đầu năm 2020. Trước đó, Messi từng ghi 9 hat-trick chỉ riêng trong năm 2012 và 6 hat-trick vào các năm 2010, 2011 và 2016. Cùng thời điểm, Ronaldo cũng liên tiếp ghi hat-trick, trong đó năm ghi nhiều hat-trick nhất là năm 2011, với 9 cú hat-trick. Ronaldo hiện đã ghi 36 bàn sau 35 trận cho Al-Nassr ở mùa này trên mọi mặt trận. Danh thủ 39 tuổi tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 29 bàn bỏ xa Mitrovic của câu lạc bộ Al-Hilal ghi 22 bàn. Nhưng ở cuộc đua vô địch giải Saudi Pro League, Al-Hilal vẫn dẫn đầu với 74 điểm bỏ xa Al-Nassr đến 12 điểm.